Xin chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi 6 tháng cuối năm của ba con giáp được các tinh chiếu mệnh tiền tình đỏ rực. 6 tháng cuối năm là thời điểm ba con giáp có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuyện tình duyên ngọt ngào, êm đẹp. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Con giáp đầu tiên, con giáp tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào. Đặc biệt trong cuộc sống, họ thường gặp những may mắn bất ngờ. Người tuổi này tâm tính thiện lương, hay giúp đỡ mọi người, nên hậu vận thường nhận được phúc báo. Không những thế, những người tuổi này thường mang đến may mắn, phúc lộc cho những người xung quanh. Nhà nào có người tuổi Hợi thì nhà đó mỗi ngày một hưng vượng, phúc khí càng dồi dào. 6 tháng cuối năm, người tuổi Hợi được các tinh chiếu mệnh nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, được giao phó cho vị trí mới phù hợp với năng lực. Người làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng ùng kéo đến, các thương vụ đều thuận lợi. Không những thế, con giáp này còn gặp được những chuyên gia trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Từ đó họ có thêm lời khuyên và động lực để bứt phá trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi cũng từng bước thăng hoa. Người đã có gia đình thì sao? Những mâu thuẫn, hiểu lầm, tình cảm đôi lứa ngày một thấm nồng, dự báo sẽ có tin vui, mang thai, sinh con. Người còn độc thân thì sẽ tìm được người phù hợp với mình trong nửa cuối năm 2021. Con giáp thứ hai, con giáp tuổi Sửu. Người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chân thật, có sao nói vậy. Họ là người có chí tiến thủ, rất bình tĩnh và lý trí trong cuộc sống. Mỗi khi chuẩn bị làm gì, con giáp này đều tính toán từng đường đi nước bước. Vì vậy, khi quyết định làm gì, họ tránh được những sai lầm. Người tuổi Sửu có suy nghĩ chín chắn và dài dặn hơn so với tuổi. Họ thường là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong gia đình. 6 tháng cuối năm 2021 của người cầm tinh con trâu nhận được những cơ hội mới trong sự nghiệp. Họ được dự báo sẽ bước vào môi trường làm việc mới, được học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm mới. Cơ hội thăng tiến dành cho họ cũng mở rộng hơn. Người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi đúng để phân phối sản phẩm của họ. Còn về chuyện tình cảm, trong 6 tháng cuối năm 2021, người tuổi Sửu sẽ tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Những người đã có gia đình thì tình cảm đôi bên càng lúc càng mặn nồng, gắn bó hơn. Con giáp thứ ba, con giáp tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thường thật thà, thẳng thắn. Họ là con giáp nói được, làm được, luôn giữ chữ tín. Vì vậy, người tuổi này được nhiều người yêu quý, tin tưởng, muốn hợp tác làm ăn. Người tuổi này hay giúp đỡ mọi người xung quanh mà không toan tính nề gì hà. 6 tháng cuối năm là thời điểm tốt để con giáp này nỗ lực bứt phá trong sự nghiệp. Được sự ưu ái của cấp trên, người tuổi Tuất có cơ hội thể hiện tài năng, ý tưởng của bản thân mình. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp được quý nhân và nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn cũng như các mối quan hệ. Nhờ làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và toàn tâm toàn ý, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu thập càng lúc càng dồi dào, rủng rỉnh. Chuyện tình cảm êm đẹp, thuận hòa cũng tạo động lực lớn để con giáp này phấn đấu trong sự nghiệp.
Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi 6 tháng cuối năm của ba con giáp các tinh chiếu mệnh tiền tình rõ rực. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.